Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người là tổng hợp 50 thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng từ cơ bản đến nâng cao phần số 4 mà mọi người. Trong phần 4 này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các mẹo có số thứ tự từ 31 đến 40. Đầu tiên ở đây thì mình sẽ tô màu cho các sản phẩm sắp hết hạn trước 30 ngày. Để mà tô màu cho các sản phẩm này thì trước tiên các bạn cần phải có một cái danh sách như thế này. Sau đó mình sẽ bôi đen cái cột mà mình muốn tô màu, ở đây là cột ngày hết hạn. Sau đó mình vô Conditional Formatting thôi mọi người, chọn New Rule. Và mình sẽ chọn cái dòng cuối cùng là Use a formula to determine which cell to format. Trong cái phần này thì mình sẽ sử dụng hàm mà mọi người, mình bấm bằng. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy một cái ngày hết hạn bất kỳ ở đây ha. Mình sẽ bỏ cái chỉ định đối cho ô số 4 này đi, thì mình hiểu là cái công thức này nó sẽ cố định cho cột D4 mà mọi người. Và cái cột D4 này là cái ngày hết hạn, nếu mà trừ đi cái ngày hiện tại ha mọi người thì mình sẽ để là today. Bỏ ngoặc, đóng ngoặc. Và cái ngày này thì mình yêu cầu nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 30 ngày, thì lúc này nó sẽ tô màu cho cái ô đó để đánh dấu ha. Mình sẽ vô cái phần format ở đây nhé. Mình sẽ chọn tô màu đỏ ha mọi người. Bấm OK. Sau đó thì mình sẽ bấm OK. Thì lúc này những cái ngày nào mà nó trừ đi cái ngày hiện tại của các bạn nhỏ hơn 30 thì lập tức là nó sẽ tô màu đỏ. Kể cả là đối với những cái sản phẩm nào mà đã hết hạn rồi thì nó cũng sẽ được tô màu đỏ luôn ha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với phần 32, đó là tô màu cho giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Thì mình cũng sẽ bôi đen cái cột mà mình cần phải tô màu ha mọi người. Vô Conditional Formatting, mình cũng sẽ chọn New Rule. Trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho mình cái format only top or bottom rank value. Rồi, ở đây top nó chính là cái cao nhất, còn bottom nó sẽ là cái nhỏ nhất ha mọi người. Bây giờ nếu mà các bạn muốn tìm giá trị lớn nhất thì các bạn ghi là top 1 đi ha. Rồi, mình sẽ tô màu cho nó. Ở đây thì mình sẽ chọn là màu xanh lá ha mọi người. Bấm OK. Bấm OK. Thì lúc này nó sẽ tô cho mình là cái kẹo me này, nó sẽ có doanh số lớn nhất trong cái cột này ha. Còn nếu như các bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất thì sao? Mình cũng vô Conditional Formatting như hồi nãy. Mình vô New Rule tiếp tục các mọi người. Và cũng vô cái dòng này. Thì các bạn thấy tốt là đầu, bottom ở dưới này. Tại vì là các bạn có thể tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, thì các bạn có thể tìm 2, 3 giá trị cũng được. Ví dụ như mình sẽ chọn ở đây là 3 sản phẩm có doanh số thấp nhất các mọi người. Mình vô Format. Và bây giờ mình sẽ tô cho nó là màu cam các mọi người. Bấm OK. Mình bấm OK ở đây. Đó, thì mọi người thấy đây là ba sản phẩm có doanh số thấp nhất. Và mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mình không tô thủ công mà mình phải làm như vậy. Tại vì mọi người thấy là khi mà mình làm như vậy thì cho dù là cái dữ liệu của mình nó có thay đổi thì lập tức là những cái này sẽ thay đổi luôn. Ví dụ như ở đây mình sẽ có doanh số thấp nhất là 500 ngàn đúng không mọi người. Thì bây giờ mình đang cần tô cho ba cái dòng thấp nhất. Ví dụ như mình đổi cái dòng 5 triệu này xuống là còn 200 ngàn nữa ha mọi người. Đây. Thì lúc này lập tức là cái màu nó sẽ tự động nó đổi cho mình luôn, mình không cần phải thao tác gì hết. Trong khi đó nếu mà các bạn tô màu thủ công thì các bạn sẽ phải thao tác lại nhé. Tiếp theo mình sẽ đến phần 33, đó là vẽ biểu đồ tăng giảm dữ liệu trong Excel. Đây là một trong những cái giúp mình thể hiện được những cái dữ liệu tăng giảm của mình mà mình không phải phụ thuộc vào cái con số. Thì để mà vẽ được cái biểu đồ trong cái ô này nha mọi người, chứ không phải là một cái biểu đồ bên ngoài, thì các bạn cần tô toàn bộ cái phần dữ liệu ở bên đây ha. Rồi. Sau đó mình sẽ vô cái phần là Insert. Sau đó vô tiếp phần Sparkline ha mọi người. Thường thì cái Sparkline này mọi người có thể chọn là Line cũng được. Rồi sau đó mình sẽ vô cái Location Rank ha mọi người. Đây. Thì cái vị trí mà các bạn muốn vẽ biểu đồ, mình sẽ chọn cái vị trí ở đây ha mọi người. Đó. Đúng không ạ? Rồi mình bấm OK. Thì lúc này là cái biểu đồ của mình nó đã được vẽ rồi nè. Có thể thêm những cái dấu chấm vô những cái điểm giao mọi người. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm vô cái là High Point. Đó. Low Point. First Point. Last Point. Mình sẽ bấm hết vào đây đó, để nó đánh dấu cho mình. Đây là tháng 1 nè, 10 triệu. Tháng 2, 15 triệu tăng ha. Tháng 3, 19 triệu tiếp tục tăng ha. Các bạn thấy qua tháng 4 nè, 18 triệu là giảm nhẹ. Và cuối cùng là đến tháng 5 là 5 triệu là giảm mạnh. Thì cái việc mà các bạn làm như vậy nó sẽ làm cho cái biểu đồ của các bạn nó dễ nhìn hơn. Ngoài cái việc vẽ biểu đồ như vậy, các bạn hoàn toàn có thể chọn một cái loại biểu đồ khác. Ví dụ như đây mình sẽ vẽ là column thôi mọi người. Đó, thì mình sẽ thấy ở đây nè, đó, đánh quy nè. Đó, nó sẽ thay đổi ha, các bạn được chọn màu sắc ở trên đây cũng được luôn ha. Mình có thể chọn bất kỳ cái màu sắc nào mà mình muốn ha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với phần 34, đó là tô màu của ô Excel theo số lượng, hay là còn gọi là data bar ha mọi người. Ở đây mình có một cái bảng như vậy. Thì bây giờ mình sẽ muốn tô màu cho những cái ô này sao cho nó phù hợp với lại cái số lượng dân số. Thì mình sẽ bôi đen toàn bộ cái cột này. Sau đó mình vô Conditional Formatting, chọn data bar ha mọi người. Thì đây như mọi người thấy nó sẽ có hai cái là gradient fill, nghĩa là nó sẽ bôi màu ha. Đây. Đó, mình hoàn toàn mình có thể lựa chọn những cái màu sắc mà mình muốn. Ví dụ như đây mình sẽ tô màu xanh thôi mọi người. Hoặc là mọi người có thể tô cái màu ở bên dưới cũng được. Cái này thì nó sẽ không có bôi mờ đi, nó sẽ như vậy. Đây. Đó. Rồi, sau khi bôi xong như vậy thì mình hoàn toàn mình thấy được đâu là cái ô lớn nhất, đâu là cái ô nhỏ nhất các mọi người. Ví dụ như 19 triệu này mình thấy lớn nhất ha. Còn nhỏ nhất ở đây là 1 triệu ha mọi người.
Rồi tiếp tục, phương 35 đó là mình tính tổng bằng subtotal. Subtotal thì nó khác gì so với sum mà mọi người. Nếu mà các bạn tính tổng bằng sum thì các bạn chỉ cần chọn cái vùng tính tổng thôi. Còn nếu các bạn tính tổng bằng subtotal thì các bạn lọc dữ liệu thì cái tổng nó sẽ chạy theo cái dữ liệu các bạn lọc chứ nó sẽ không cố định giống như sum. Ví dụ như ở đây mình tính hàm sum bình thường ha, bằng sum mở ngoặc các mọi người. Mình kéo từ trên xuống dưới đây ha. Đóng ngoặc bật enter. Lúc này thì số tiền của mình là 97.300. Tiếp tục mình sẽ tính bằng subtotal ha, bằng subtotal mở ngoặc ra. Ở đây mình sẽ ứng dụng là sum ha mọi người. Rồi, mình sẽ chọn cái giá trị mà mình muốn tính tổng ở đây là nguyên cái phần ở trên nè. Đúng rồi. Sau đó mình bấm enter. Mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt khi mà mình lọc dữ liệu. Ở đây là tên sản phẩm mà. Bây giờ mình sẽ mở cái bảng lọc này ra. Ví dụ như ở cái bảng này bây giờ mình muốn bỏ bánh bông lan nè, bánh mì ngọt và bánh quy đi ha mọi người. À, mình kéo xuống dưới. Sau đó mình bấm ok. Đó, như mọi người thấy thì cái ô tổng cộng này nó là 97.300. Nhưng cái ô tổng cộng subtotal này nó chạy theo cái vùng giá trị này. Những cái giá trị mà mình bỏ đi nó sẽ tự động nó trừ đi ha mọi người. Đây thì mọi người sẽ thấy là đây 82.500 ha mọi người. Nó sẽ rất tiện lợi cho mọi người khi mọi người làm báo cáo, mọi người thuyết trình và mình cần phải đọc cái kết quả ngay á. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với phần 36, đó là các tô màu cho hàng và cột khi đặt con chó chuột vào ô Excel. Có nghĩa là khi các bạn đặt con chó chuột ở đâu á thì cái màu nó sẽ tự động tô cho cột và tô cho hàng luôn ha. Để làm cái này thì đầu tiên các bạn sẽ chọn nguyên một cái bảng này ha. Sau đó các bạn vô cho mình conditional formatting, chọn new rule. Mình cũng chọn cái dòng cuối cùng ha. Bây giờ mình sẽ gõ một cái dòng lệnh và mình sẽ soạn sẵn cho mọi người ha. Mình sẽ để trong cái phần mô tả và comment để mọi người có thể copy nhé. Tiếp theo mình sẽ vô format. Mình sẽ chọn là màu xanh ha. Bấm ok. Bấm ok một lần nữa. Tiếp theo mình sẽ vô develop ở đây, chọn view code. Trong cái phần này các bạn sẽ chọn là cuộc sheet nha mọi người. Rồi mình sẽ đánh cái chữ là target.calculate vô ha mọi người. Rồi mình sẽ đóng lại. Lúc này thì mọi người tích chụp đi đâu thì lập tức là cái màu cái ô nó sẽ tô như thế này nhé. Kể cả khi mọi người tắt máy và mọi người mở lại thì nó cũng sẽ được luôn ha mọi người. Tiếp theo mình sẽ đến với phần số 37, đó là cách tạo danh sách trỏ xuống nhập liệu trong Excel. Thì cái này khá là đơn giản ha mọi người. Thường thì mình sẽ chuẩn bị một cái danh sách có sẵn. Ví dụ như ở đây cái phần quê quán nè, mình có chuẩn bị sẵn các tỉnh nè. Thường tỉnh thì mình sẽ có 63 tỉnh thành, ở đây mình chỉ nhập tượng trưng thôi. Rồi các bạn sẽ chọn toàn bộ cái vùng mà các bạn muốn tạo danh sách trỏ xuống. Sau đó vô cho mình data, chọn data validation nha mọi người. Rồi mình chọn cái phần là data validation ở đây nhé. Sau đó cái phần allow nè, mọi người nhớ chọn cho mình là cái phần list. Trong cái list này nếu mà list ngắn thì mọi người có thể đánh trực tiếp vô, còn nếu không thì mình nên tạo một cái danh sách riêng. À, ở đây mình đã làm một cái danh sách rồi ha. Mình sẽ bôi đen toàn bộ cái phần tỉnh này mình muốn bỏ vô. Sau đó mình bấm ok. Đó, thì như mọi người thấy lúc này cái quê quán nó sẽ xuất hiện nè. Mình chỉ việc chọn thôi, mình không cần phải điền vô nữa mọi người. Rồi, tiếp theo phần số điện thoại ở đây thì nó yêu cầu là quy định số lượng ký tự nhập trong cái ô Excel này là 10 ký tự, tức là 10 số, tại vì số điện thoại thì bắt buộc là 10 ha mọi người. Thì lúc này mình cũng sẽ bôi đen toàn bộ cái dòng này ha. Vô data validation này nè. Rồi mình cũng vô cái phần data validation này. Trong cái phần allow hồi nãy là mình sẽ chọn list đúng không? Bây giờ mình không chọn list nữa, mình sẽ chọn là tag length. Đó, thì nó sẽ có minimum và maximum, hoặc là mình sẽ để là equal là bằng. Thì lúc này mình giới hạn là 10 ký tự. Lúc này mình sẽ giới hạn là 10 ha mọi người. Bấm ok. Bây giờ mình thí dụ mình nhập ha. Mình nhập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tổng cộng 10 số thì không sao ha mọi người. Chứ bây giờ mình xóa một cái số đi. Ví dụ mình xóa số 0 ở cuối đi là còn 9 số. Nó sẽ báo như vậy ha. Nếu mà các bạn muốn tạo ra một cái thông báo nhập trùng thì các bạn hoàn toàn có thể tạo cái thông báo này được luôn ha. Ở đây là cái thông báo mặc định. Nó báo là cái giá trị này nó không khớp với lại cái điều kiện. Rồi, bây giờ mình muốn tạo thông báo thì mình cũng sẽ vô đây, vô đen lại cái cột hồi nãy ha. Vô lại cái phần data validation đây nè mọi người. Đó, hồi nãy mình để là tag length equal là bằng 10 đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái error alert nè mọi người. Đó, thì nó sẽ có cái lệnh ở đây. Mình sẽ chọn title là thông báo nè mọi người. Và cái tin nhắn mà mình gửi cái nội dung nó sẽ là chỉ được nhập 10 số. Rồi, bấm ok ha mọi người. Đó, thì lúc này nếu mà các bạn nhập sai thì các bạn nha mọi người, mình bấm enter. Đó, nó sẽ báo ra là chỉ được nhập 10 số. Và mình thử lại mình nhập đến đúng ha. Rồi, tiếp tục đến cái phần tuổi. Ở đây thì nó sẽ quy định là nhập theo điều kiện, ví dụ tuổi là sẽ chắc chắn phải lớn hơn không ha mọi người. Thì ở cái phần ô tuổi thì mình cũng chọn nguyên một ô luôn.
mình cũng vô data validation đây nè. Đó, thì cái phần setting nè, allow này thay vì hồi nãy mình chọn là checkland đúng không mọi người, thì bây giờ mình sẽ chọn là world number. Đó, trong world number nó cũng y chang vậy luôn, nó cũng có between nè, not between nè, equal not equal. Và các bạn muốn chọn cái giá trị nào các bạn chọn. Thì ở đây mình sẽ ví dụ như là mình sẽ chọn hai cái ha. Between đó mọi người. Thì ở đây nó sẽ giữ là ví dụ như là bắt buộc là nó phải bằng tuổi là phải từ 1. Ví dụ như cao lắm thì chỉ 120 tuổi thôi, đâu phải nào hơn đúng không? Ok. Đó, các bạn nhập tuổi vô, các bạn nhập size nè. 5 tuổi. Ok, là 150 tuổi. Tức là nó báo sai liền ha mọi người. Bây giờ mình sẽ đến với mục cuối cùng, đó là cách chèn hình dạng cố định ở trong ô ha mọi người. Để mà chèn được cái hình dạng cố định ở trong ô này thì đầu tiên mình sẽ chèn vô bình thường ha. Mình vô insert nè mọi người. Trong cái phần illustration này mình sẽ chọn là picture. Chèn vô cái hình giống đó là Pikachu nè. Heo hồng gấu nâu và trái dâu. Rồi bây giờ mình sẽ zoom nhỏ lại ha mọi người. Rồi mình kéo lên trên đây. Mình ví dụ ha. Đây là trái dâu nè, nó vẫn còn bự quá luôn. Mình sẽ chỉnh nhỏ lại. Rồi Pikachu cũng chỉnh nhỏ lại luôn cho nó vừa với cái khung ha. Heo chỉnh nhỏ lại luôn ha mọi người. Rồi gấu nâu ha. Đó. Sau khi chỉnh xong rồi mình bỏ ở đây rồi mình in ra thì không sao. Nhưng mà nếu trong trường hợp các bạn muốn di chuyển, ví dụ như ở đây thì mình muốn điều chỉnh cho cái kích thước dòng nó rộng hơn chút mọi người. Đó. Thì mọi người thấy là những cái hình này nó sẽ bị lệch đúng không? Thì mỗi lần mình chỉnh như vậy thì mình sẽ phải làm thủ công lại, nó rất là mất thời gian. Như vậy thì thay vì mà mình làm thủ công như vậy á mọi người, thì bây giờ mình sẽ có một cái cách để mà mình cố định những cái hình ảnh này lại. Mình sẽ chọn toàn bộ cái hình ở đây ha mọi người. Sau đó mình click chuột phải. Mình chọn size and property. Lúc này nó sẽ có một cái ở đây nè mọi người. Đó, mình vô cái property ha. Sau mình sẽ chọn là move and size with cell. Rồi, bây giờ khi mà các bạn di chuyển những cái vị trí của cái ô này ha mọi người, thì mọi người thấy là cái hình của mình nó sẽ di chuyển theo luôn ha. Mình không cần phải chỉnh sửa lại cái hình ảnh ha mọi người. Ví dụ như mình kéo cái ô này nhỏ lại ha mọi người. Đó, thì lập tức cái hình nó sẽ nhỏ lại. Đó, mình kéo ô to ra thì hình nó sẽ to ra. Mình sẽ kéo lại cho nó rộng ra ha mọi người. Rồi, hy vọng những thông tin mình chia sẻ với mọi người sẽ hữu ích. Các bạn có thể follow kênh của mình để biết thêm được nhiều bạn làm việc hay hơn nha.